Bella, Bella đẩy xe giùm mami nè. Bella giỏi ghê chưa, buổi chiều đẹp ghê không. Đây là siêu thị chiều tối 8:30, 8:30 mà trời vẫn còn đẹp. Bella giỏi quá ta, Bella xung phong đẩy cho má mi, Bella giỏi quá ta. Đây là cây cỏ lau mà nó cũng trồng trang trí nữa. Gần hết mùa hè rồi, 8:30 trời tối rồi. Mà hôm mùa hè là 9:30. Con ơi, sao con đẩy vô đây? Xe mình đâu phải bên đây đâu, xe mình bên kia. Lộn rồi, người đẹp lộn rồi.